Đây là kênh Tuyển Văn Hóa Stadium thuộc hệ thống Tuyển Văn Hóa, nơi giới thiệu đến quý khán giả những thông tin độc lạ, những góc nhìn lý thú nhất quay quanh quả bóng tròn. Anh em nào muốn cập nhật tin tức nhanh nhất, hot nhất thì hãy vào Tuyển Văn Hóa Stadium nói riêng và hệ thống Tuyển Văn Hóa nói chung nha. Trong thời đại khoa học hiện đại phát triển tân tiến như ngày nay, vẫn có không ít những điều mê tín đến lạ lùng còn tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thật ra đời sống tâm linh của con người đương đại vẫn có những góc khuất dành cho những điều không thể lý giải được bằng thực nghiệm hay khoa học. Mê tín là những niềm tin truyền từ lưu tôn từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước. Không có cơ sở khoa học nào hết, nhưng chúng luôn chi phối sinh hoạt của con người một cách vô thức hay có ý thức. Bóng đá nói chung và World Cup cũng không nằm ngoài vòng xoáy tâm linh đó. Vì trái bóng tròn xoay vần và không thể đoán định, hệt như cách chúng ta trải qua cuộc sống này. Tồn tại song song với nó luôn là những sự trùng hợp, những sức mạnh thần bí kỳ lạ khó giải thích. Vậy tại sao sân chơi danh giá như World Cup có những lời nguyền quái đản đã tồn tại xuyên suốt gần một thế kỷ qua của giải đấu? Những lời nguyền mà cho đến nay vẫn chưa đội bóng nào hóa giải được. Còn nếu có thì đó phải là một tập thể kiệt xuất đương thời, nhưng con số đó dĩ nhiên là rất ít. Nào các anh em, ngay sau đây hãy subscribe kênh, bấm rung chuông và like các sản phẩm của Tuyển Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đến với những lời nguyền nổi tiếng nhất đã và đang tồn tại ở World Cup nha. Đội bóng châu Âu không thể vô địch ở châu Mỹ. Đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn Hoàng Kim 2008-2012 đã xô đổ hàng loạt kỷ lục với lối chơi tiki-taka đầy biến ảo, cùng hạt nhân là những tiền vệ tài hoa của La Masia. Những Xavi, Iniesta và Busquets đã làm say đắm biết bao nhiêu con tim yêu bóng đá đẹp, đồng thời phá hàng loạt lời nguyền World Cup, trong đó có lời nguyền vô địch ngoài châu lục của một đội bóng châu năm 2010. Cụ thể, tại giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi, bàn thắng muộn ở phút 116 của Andres Iniesta đã giúp La Roja có được lần đầu tiên đăng quang tại sân chơi danh giá nhất hành tinh. Với chức vô địch này, họ trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch một kỳ World Cup được tổ chức ngoài châu lục của mình. Tuy nhiên, lời nguyền vô địch của các đội châu Âu tại châu Mỹ thì vẫn còn tồn tại đến năm 2014, trở thành một nỗi thách thức của các đội bóng lục địa già tại thời điểm đó. Có 7 kỳ World Cup được tổ chức ở Tân Thế Giới trước năm 2014, nhưng chưa một đội bóng châu Âu nào lên ngôi. Lần gần nhất trước đó là năm 1994, World Cup được tổ chức tại Mỹ, nhưng Italia lại xảy chân trước Brazil ở những chấm luân lưu may rủi. Nhưng như đã nói, lời nguyền này chỉ tồn tại đến năm 2014, và tuyển Đức với thế hệ vàng của những Thomas Müller, Manuel Neuer, Mats Hummels đã phá vỡ nó. Cũng là một bàn thắng muộn trong hiệp phụ thứ hai, lần này ở phút 113, Mario Götze với cú vô lê trái phá đã gieo sầu cho Messi cùng đội tuyển Argentina, qua đó đưa Die Mannschaft lên ngôi vị cao nhất của giải đấu. Đồng thời Anh và đội tuyển của mình cũng đã phá vỡ lời nguyền tồn tại 84 năm kể từ khi World Cup lần đầu được tổ chức. 2. Vô địch Confederation Cup thì không vô địch World Cup. Confederation Cups hay còn được gọi là cúp liên lục địa, đúng nghĩa là giải đấu để tìm ra nhà vô địch của các nhà vô địch, khi quy tụ gần như đầy đủ quân vương từ khắp các châu lục và cả vị vua của thế giới. Thế nhưng kể từ khi giải đấu tiền World Cup này ra đời cho đến khi giải thể vào năm 2019, chưa có nhà vô địch nào đăng quang ở World Cup sau đó. Argentina vô địch lần đầu năm 1992, khi đó có tên là King Fahad Cup, nhưng lại chơi bạc nhược ở World Cup 1994. Pháp vô địch Confed Cup 2001, nhưng rồi bị loại hổ thẹn ở vòng bảng World Cup 2002. Brazil tính đến nay đã 4 lần vô địch Confed Cup vào các năm 1997, 2005, 2009 và 2013. Song cũng 4 lần vào các năm ngay sau đó không thể vô địch World Cup. Đến đội tuyển Đức vào năm 2017, cũng là lần cuối giải đấu được tổ chức, họ lại chịu chung số phận giống như đội tuyển Pháp khi bị loại ê chề ngay từ vòng bảng. Đỉnh điểm là trận thua bạc nhược 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min. Lời nguyên bảng tử thần. Tính từ World Cup 1986 đến nay, các đội bóng lọt vào bảng tử thần đều không thể vô địch. Tính trong năm giải đấu gần nhất của thế kỷ 21, bắt đầu từ World Cup 2002, xuất hiện hai bảng tử thần là A, Pháp, Uruguay, Đan Mạch, Senegal và F, Anh, Argentina, Thụy Điển, Nigeria. Thế nhưng các đội bóng được đánh giá cao nhất hai bảng đấu này đều sớm nhận bi kịch. Đương kim vô địch Pháp thì không thể vượt qua vòng bảng, Argentina chịu chung số phận tương tự, trong khi Anh thì bị Brazil hạ tại tứ kết. Đến năm 2006, Argentina, Hà Lan, Nigeria và Serbia Montenegro tạo ra bảng C tử thần. Và đội tiến xa nhất của bảng này là Argentina thì cũng chỉ vào đến tứ kết. Tiếp theo, năm 2010 chứng kiến giải đấu không có bảng nào đạt tới mức tử thần, nhưng các đội tuyển mạnh rơi vào nhóm khó như Brazil, Italia hay Đức đều gục ngã trước trận chung kết. 4 năm sau, tại giải đấu trên đất Brazil năm 2014, bảng tử thần gọi bảng D với 3 nhà cựu vô địch Italia, Anh, Uruguay và một ẩn số thú vị tới từ vùng Caribe, Costa Rica. Và kết quả thật bất ngờ,
Hai cựu vương Italia và Anh đã phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng, trong khi Uruguay và Costa Rica lần lượt dừng chân ở các vòng 1/16 và tứ kết. Đến giải đấu gần nhất năm 2018, không có bảng nào được mệnh danh là bảng tử thần, nhưng nhà vô địch đội tuyển Pháp thì lại xuất phát ở một bảng đấu tương đối dễ thở như bảng C với các đội dưới cơ như Đan Mạch, Peru và Australia. Chức vô địch không dành cho quả bóng vàng. Ngoại trừ Pele và Maradona chưa từng đoạt quả bóng vàng, trước năm 1995, các nhà báo chỉ bầu chọn cho cầu thủ châu Âu, thì 16 cá nhân xuất sắc của bóng đá thế giới chạm tới danh hiệu này đều bị lời nguyền không thể vô địch World Cup sau đó đè nặng. Ví dụ như Messi, chủ nhân của quả bóng vàng 2009 đã đến Nam Phi mà không ghi được một bàn thắng nào, và Argentina thì bị loại ngay ở tứ kết. Cristiano Ronaldo là bóng vàng thế giới năm 2013 và 2017, nhưng cũng chịu trùng số phận. Đến giải đấu năm nay, chủ nhân của quả bóng vàng đã xướng tên Karim Benzema, và người ta đang trông chờ xem liệu siêu sao người Pháp liệu có thể phá giải lời nguyền quái lạ này hay không. Lời nguyền với thị trường chứng khoán. Hai nhà khoa học người Israel là Gus Kapaski và Haim Levy đã chứng minh được rằng lợi nhuận trung bình trên thị trường chứng khoán trong mỗi kỳ World Cup là trừ 2,58% so với 1,21% so với bình thường. Lịch sử cũng cho thấy một sự trùng hợp đáng kinh ngạc về sự suy thoái của kinh tế hậu World Cup. Năm 1930 là thời kỳ đầu của đại suy thoái, từ 1929 đến 1933. World Cup 1986 đánh dấu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. 4 năm sau đó, thế giới chứng kiến thị trường trái phiếu Mỹ sụp đổ và lan ra các nước phát triển. Khủng hoảng tài chính châu Á diễn ra vào World Cup 1998, trong khi thị trường nhà đất Mỹ sụp đổ vào năm 2006. Và cuộc khủng hoảng nợ châu Âu thì lại bắt đầu vào năm 2010. Quả là một sự trùng hợp điên rồ. Lời nguyền của những nhà vô địch World Cup. Đây có lẽ là một trong những lời nguyền nổi tiếng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Hiểu đơn giản là nếu như một đội tuyển đã vô địch ở kỳ World Cup trước đó, thì 4 năm sau họ không thể vượt qua được vòng bảng. Lời nguyền này bắt đầu từ sau kỳ World Cup năm 1938. Tại kỳ World Cup này, đội tuyển Italia đã giành được chức vô địch trên sân nhà. Sau kỳ World Cup này, giải đấu đã phải tạm dừng 12 năm vì Thế chiến thứ hai bùng nổ. Kể từ đây, lời nguyền về việc nhà vô địch World Cup không thể vượt qua được vòng bảng bắt đầu xảy ra. Nhà đương kim vô địch khi ấy là Italia đã không thể vượt qua vòng bảng World Cup 1950 diễn ra tại đất Brazil. 16 năm sau đó, Brazil trở thành nạn nhân tiếp theo. Khi Seleca dù đã nâng cao chiếc cúp Jules Rimet trên đất Chile năm 1962, nhưng họ cũng chung số phận với Italia khi không thể vượt qua được vòng bảng World Cup 1966 tại Anh. Thời gian qua đi, những tưởng như sẽ không có đội bóng nào lặp lại thành tích đáng buồn của Italia và Brazil, thì lời nguyền ấy quay trở lại vào năm 2002. 4 năm trước, đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup trên sân nhà. Nhưng 4 năm sau, họ lại không thể vượt qua được vòng bảng sau chuỗi thành tích đáng thất vọng. Sau thất bại của đội tuyển Pháp, đến lượt Italia, Tây Ban Nha và Đức cũng chịu chung số phận. Để giải thích cho lời nguyền này, ta có thể hiểu rằng việc buộc phải bảo vệ ngôi vương cũng như kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông đã trở thành gánh nặng lớn đối với những nhà vô địch World Cup. Liệu rằng đội tuyển Pháp có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền này hay không? Câu trả lời sẽ chỉ có sau đây một tháng nữa. Trên đây là danh sách những lời nguyền đã và đang tồn tại tại các kỳ World Cup. Vậy còn anh em thấy ấn tượng với lời nguyền nào trong số trên? Hãy để lại quan điểm dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video lần này của Tiền Văn Hóa Stadium. Anh em nhớ đừng quên subscribe kênh, bấm rung chuông và like các sản phẩm của chúng tôi để ủng hộ công sức của ekip. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.